Hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu quá trình tiêu hóa trong phong nhiệt, bao gồm là tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học. Thì tiêu hóa cơ học chủ yếu là do răng đảm nhiệm, răng làm chức năng là sắc nhỏ thức ăn, răng ăn đấy, xé thức ăn và răng nghiền thức ăn. Các chức năng này được thực hiện chủ yếu qua phản xạ nhai và sự tham gia cơ nhai và lưỡi. Hàm dưới nâng lên và hạ xuống liên tiếp, làm cho hai hàm ép sát vào để thực hiện việc cắt, xé, nghiền thức ăn thành những mẩu nhỏ và được trộn đều với nước bọt. Cuối cùng thức ăn sẽ tạo thành những viên nhỏ trơn rơi xuống hầu để thực hiện phản xạ nuốt. Các cử động nhu động của thực quản đẩy viên thức ăn xuống dạ dày. Cái phần thứ hai chính là tiêu hóa hóa học. Thì tiêu hóa hóa học trong khoang miệng chủ yếu là do enzyme trong nước bọt thực hiện. Đây là giai đoạn mở đầu cho tiêu hóa hóa học, và nước bọt chỉ là một loại enzyme duy nhất, chỉ chứa một loại enzyme duy nhất là amylase, cho nên protein và lipid chưa được phân giải, chỉ có glucid được phân giải và đến phân giải đến đường kép là chủ yếu. Như vậy chúng ta phải tìm hiểu thêm cho cái trường hợp tiêu hóa cùng khoang miệng đây. Tiêu hóa ở khoang miệng là khởi đầu đầu tiên, là cái vòng đầu tiên khi chúng ta đưa thức ăn vào miệng, và thức ăn từ miệng đó nó được xử lý và nó đến thực quản dạ dày rồi đến ruột non ruột già, cuối cùng là tạo thành phân và xuống hormone. Như vậy nó là bước đầu thôi, chính vì bước đầu cho nên nó làm nhiệm vụ là cắn xé nghiền nhỏ tạo viên thức ăn. Và nó ở đây nó có tuyến tuyến nước bọt này, nơi nó tiết nước bọt chứa enzyme, enzyme gì các bạn nhớ tên enzyme nhá, enzyme amylase, nên protein và lipid thì nó không được phân giải mà chỉ có glucid thôi đấy. Và chúng ta có những câu hỏi như sau: khi ta nhai cơm lâu trong miệng thì tại sao có cảm giác vị ngọt đấy. Và từ những thông tin đó thì ta điền cho bảng như đây. Như thế khi ta nhai cơm lâu trong miệng ấy, ta còn có cảm giác ngọt vì tinh bột trong cơm đã chịu tác dụng của enzyme amylase trong nước bọt và biến đổi thành phần đường maltose, và điều này đã tác động vào các gai vị giác ở trên lưỡi tạo ra ta cảm giác ngọt. Cái thứ hai, biến đổi thức ăn trong khoang miệng bao gồm hai biến đổi, đó là biến đổi lý học và biến đổi hóa học. Các hoạt động tham gia đối với lý học thì nó tiết nước bọt, nhai, đảo trộn thức ăn tạo viêm, còn đối với hóa học thì nó hoạt động enzyme amylase trong trong nước bọt. Các thành phần tham gia đối với lý học thì thành phần tham gia là các tuyến nước bọt, răng, răng lưỡi và các cơ môi và má, răng lưỡi, các cơ môi và má. Trường hợp thứ hai, biến đổi hóa học enzyme amylase. Như vậy tác dụng của hoạt động là làm gì? Đối với lý học thì nó làm ướt và mềm thức ăn, làm mềm và nhuyễn thức ăn thấm đẫm nước bọt và tạo viêm thức ăn để nuốt. Biến đổi một phần đối với hóa học thì nó biến đổi một phần tinh bột chín trong thức ăn thành đường đường maltose. Câu hỏi thứ hai chúng ta cần phải hỏi là nuốt diễn ra hoạt động nhờ cơ quan nào chủ yếu và tác dụng gì? Đó là nó diễn ra hoạt động chủ yếu là nhờ lưỡi, là chủ yếu có tác dụng là đẩy viên thức ăn từ khoang miệng xuống thực quản. Có nhiều người bảo rằng thế người già thì như thế nào, người già họ ăn cháo như thế nào. Như vậy chủ yếu là lưỡi, và lưỡi nó tồn tại trong suốt cuộc đời của chúng ta. Lực đẩy viên thức ăn qua thực quản xuống dạ dày được tạo như thế nào? Đó là lực đẩy viên thức ăn qua thực quản xuống dạ dày ấy được tạo ra nhờ sự co giãn phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ thực quản. Đấy. Thức ăn qua thực quản được biến đổi về mặt lý học và hóa học không? Nó là có, và trong thời gian đi qua thực quản rất nhanh, chỉ 2-4 giây ấy, thì thức ăn không được biến đổi về mặt lý học cũng như hóa học. Cho nên câu trả lời có là sai lầm. Bây giờ cái phần này thì chúng ta đã được tìm hiểu ở thời trung học cơ sở rồi, ở năm lớp 8 ấy. Bây giờ chúng ta ôn lại kiến thức thôi. Bây giờ câu hỏi thứ nhất nhá. Thực chất biến đổi lý học của thức ăn trong khoang miệng là gì? Đó là chúng ta nhai nghiền và biến đổi tinh bột ấy.
Vậy thì nha nghiền là nhờ động của tuyến bọt hoạt động phối hợp của răng, lưỡi, các cơ môi và má là nhịp bộ ướt và mềm thức ăn, nghiền khó và làm nhuyễn thức ăn. Hoạt động tinh bột nhờ enzyme amylase trong nước bọt có tác dụng biến đổi một phần tinh bột thành đường mantuơ. Câu hỏi thứ hai là với các khẩu phần ăn đầy đủ các chất sau khi tiêu hóa ở khoang miệng và thực quản thì còn lại những chất nào trong thức ăn sẽ được tiêu hóa tiếp? Đó là với các khẩu phần ăn đầy đủ chất sau khi tiêu hóa ở miệng thực quản thì những chất ở trong thức ăn vẫn được tiêu hóa tiếp là glucid, lipid và protein. Câu hỏi thứ hai, khi ta uống cháo hay sữa, các loại thức ăn này có được biến đổi trong khoang miệng không? Khi ta uống cháo, ăn cháo hay là uống sữa ấy, thì biến đổi thức ăn trong khoang miệng bao gồm: với cháo thì thấm một ít nước bọt, thành phần tinh bột trong cháo bị enzyme amylase phân giải thành đường maltose. Với sữa thấm ít nước bọt, sự tiêu hóa hóa học không diễn ra ở khoang miệng do thành phần hóa học của sữa là protein và đường đôi hoặc là đường đơn. Đấy, cho nên nó lý học thì cũng có đấy, có, bởi vì nó chịu tác dụng của lưỡi. Đây, miệng của chúng ta đây, đối với người lớn thì có 32 chiếc răng. Lưỡi thì có mặt trên của lưỡi và mặt nhũ của lưỡi. Tổng kết lại thì tiêu hóa ở khoang miệng có chức năng gì? Miệng là tiếp nhận thức ăn, bắt đầu tiêu hóa thức ăn, bao động là cơ học nha trong thức ăn, hoạt động bài tiết dịch tiêu hóa ở miệng và thu và nuốt, và nó qua ba hoạt động tiêu hóa miệng, qua ba hoạt động cơ học, hoạt động bài tiết dịch tiêu hóa và nuốt. Đấy, nuốt để đưa thức ăn xuống thực quản đây, như ban này chúng ta tiêu hóa, chúng ta tìm hiểu đấy, dài 25 cm. Niêm mạc thực quản có thượng mô đáp tầng không xung hóa, chưa tác dụng của sinh trà sát thức ăn đấy, và nó đưa xuống dạ dày, tâm vị, thân vị và môn vị, rồi cuối cùng là đưa xuống ruột non. Có bề mà niêm mạc có rất nhiều nhu mao, có 2 đến 40 triệu mm², cuối cùng là xuống tá tràng, hồi tràng, rồi xuống ruột già. Vậy thì chúng ta kết thúc cái bài trình bày quá trình tiêu hóa thức ăn ở khoang miệng tại đây, và ở phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về quá trình tiêu hóa ở trong dạ dày. Đấy. Và quá trình tiêu hóa ở trong ruột, ruột non. Đấy. Kết thúc cái buổi hành nhập ký học tập về ôn tập môn giải phẫu cuối kỳ tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong bài sau.